chuẩn bị là thả chim để mà phóng sanh cái gì. Đây là nhà của Bảo Thâm Vũ Linh, có một vị khán giả đang mua chim để mà vào đây để mà phóng sanh trong cái dịp đám giỗ của Bảo Thâm Vũ Linh. Mờ quá coi hả, tại vì lành lai mình đi thường xuyên nó bị nhẹ vậy. Lồng này nãy là mấy trăm con vậy? Dạ, 500 con hả? Dạ. 500 con là khoảng bao nhiêu tiền? Người ta khoảng chừng là cái 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi hả? Ở cô bán chị thì cái chị bán chim chia sẻ là đã đem giao nhà của cô 500 con chim xe sẻ, và bên nhà của Tâm thì cũng đã cúng và làm cái lễ cúng và tiến hành phóng sanh 500 con chim sẻ. Xin chào tất cả các bạn chị quay lại với kênh của Hồng Lê Cái Nói Thương. Bây giờ em có mặt tại nhà của con Năm của Linh. Các bạn chị thì hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của bọn Năm của bạn chị, rất là đông này, là các em đến đây vô tình đó. Bây giờ xin mời các bác chị cùng đồng hành với em vào trong nha. Các bác chị thì bây giờ các bác chị trước mặt các bác chị thấy đó là nhà của cậu Năm thì đang diễn ra, thì
như là rạp đồ bàn ghế thì cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà cũng chưa có ngăn nắp mấy cho lắm, bây giờ cũng còn sớm đó, cũng chưa có đông khách, khách cũng chưa có, với lại bàn ghế thì cũng chưa tôm tất. Bây giờ thấy rất là nhiều là, cũng như là người nhà hay sao đó mà cứ nhạc con năm quá trời luôn nè. Xin mời các bạn chị mình vào trong comment nhé. Đây thì đây là tại tư gia của quận 5 của bán chị nha. Nép vô mấy anh ơi. Dạ mình đứng nép qua giùm em đi ạ.
để chắc đừng mua cái bàn nữa rồi. Rồi mấy anh ơi đứng đếm cho em để không để đụng cái bàn nữa. Em đã đụng cái đụng các mấy bàn anh ơi. Bao củ linh. Đầu rất là đẹp hay vô bông quanh.